Em Thụy xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay là phiên của ngày 15 tháng 11. Em sẽ tiếp tục lên các bác nhà mình một số những cái giò mặt hàng đang có sẵn tại vườn em các bác ạ. Đa số là những cái dòng mặt hoa và cũng có cả những cái dòng thân lá bình dân để các bác nhà mình có thể là siêu tầm và làm giống. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Hôm nay thì hầu như cũng là một cái video cũng gần cuối của cái lô to này rồi các bác ạ. Vì bây giờ vườn em thì nó cũng chỉ còn những cái vừa giò nó vừa phải thôi, nó cũng không to lắm. Nên là bác nào mà đang muốn sưu tầm những cái giò mà nó to đẹp, thân thủ dài để các bác nhà mình treo đến mùa ngắm hoa thì cái video này là một cái sự lựa chọn rất là xứng đáng để các bác nhà mình sưu tầm. Để không làm mất nhiều thời gian thì em sẽ đi vào chi tiết bán hàng luôn ạ. Mặt hàng đầu tiên em sẽ lên các bác nhà mình, đây là một cái chậu hồng Lâm Hải. Em theo như bản thân em thấy nhá, hồng Lâm Hải và cái chậu hồng Á Hậu, mặt bông của nó tương giống nhau, phải gọi là giống nhau đến 95%. Đó, em có để cái bông hoa để các bác nhà mình có thể là cùng xem. Và cái dòng này thì bây giờ các bác nhà mình có thể là kích hoa để vào Tết chuẩn 100% rồi các bác nhé. Hiện tại là cái chậu này, hôm nay em quay video lên ở trên này, các bác nào mà siêu tầm được thì là em sẽ để các bác nhà mình siêu tầm về để làm hoa. Còn nếu như mà cái video này em không bán được thì em sẽ kích hoa để làm Tết luôn các bác ạ. Vì đây là cái thời điểm vàng để nhà mình làm hoa rồi. Nếu như mà các bác mà không kích hoa vào thời điểm bây giờ thì nó sẽ không kịp để vào Tết nữa. Cái chậu hồng Lâm Hải số 1 này hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 350.000 thôi ạ. 350. Hoa của nó rất là đẹp luôn các bác ạ. Thân thì tất cả mọi thân đều đã đủ yêu cầu để nhà mình làm hoa rồi các bác nhé. 350 mã số 1. Chậu thì được trồng vào cái chậu gỗ căm xe nên các bác nhà mình là đi mua nhìn cái chậu nó cũng sẽ rất là sang nhá. 350 hồng Lâm Hải. Tiếp theo là mã số 2 ạ. Cái mã số 2 này là nó cùng với cái giống so với cái giò mà 4 triệu em bán ấy. Cái dòng này thì hoa của nó đẹp lắm, hoa thì rất là dài. Cái chậu này theo như em thấy này, tất cả cái ngọn đều đang đi đấy các bác ạ, nó chưa thất ngọn đâu. Nó đang đi được tầm khoảng là một thời gian nữa, ít nhất là tầm khoảng nửa tháng nữa nó mới thất ngọn. Thì nó sẽ đi ngọn đâu đấy tầm khoảng là được 5 đến 10 phân nữa các bác ạ. Chậu này cũng khá là to nhá các bác nhá. Tuy nhiên thì cũng có một số thân nó bị gập. Các bác mà trồng giò to như thế này thì cái tỷ lệ gập thân của nó hầu như là sẽ có, nhưng mà ít hay là nhiều thôi. Như cái chậu này thì em thấy là bị 3 thân này. Bị 3 thân ở chỗ này. Các bác lưu ý cái tình trạng gập thân nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái mặt hoa của nó sau khi mà nó ra bông. Nó chỉ là một cái mình nhìn nó cảm thấy là nó hơi bị có một cái gì nó không đẹp đâu. Nhưng mà cái vấn đề ra hoa và cái vấn đề lên mầm gốc thì nó giống nhau như các bác nhá. Chứ không có nghĩa là nó mà bị gập như thế thì cái thân của nó không có ra hoa được là không phải các bác ạ. Vì em bán cái dòng phi điệp này rất là nhiều rồi. Kể cả là một cái thân phi điệp nó bị gãy ra, các bác cứ treo lên sau này nó vẫn cứ ra hoa bình thường. Các bác mà không tin thì nhà mình cứ có thể là làm thử xem. Tức là cái bông, cái thân gãy thì sau này nó ra bông, cái bông của nó bé thôi. Chứ còn thật ra là cái mặt bông của nó vẫn cứ y xì như thế thôi các bác ạ. Chậu này nó là một cái chậu thân thủ mặt bông tương đối đẹp. Em sẽ chia sẻ cái giò này cho cả nhà mình là 450.000 thôi ạ. 450.000 cho mã số 2, 450. Tiếp theo hôm nay lại còn sót được cái chậu hồng Yên Thủy các bác ạ. Trời ơi, cái chậu hồng Yên Thủy to như thế này mà hôm nay ở cuối vườn em lại thấy một chậu. Vì lâu nay là cứ treo lủng lẳng nên là không có thấy được. Hồng Yên Thủy cả nhà mình nhá, chậu này to lắm ạ. Chậu hồng Yên Thủy này to đẹp này, thân to béo mẫm này. Đấy, thân to này. Đấy, cái loại hồng Yên Thủy các bác nhìn qua thân là các bác biết luôn đúng không ạ? Lá này, cái thân của nó này. Hồng Yên Thủy mã số 3 nhá. Chậu này em chia sẻ là 450.000 cho cái chậu hồng Yên Thủy số 3. To lắm ạ. Chậu to, thân nù. Các bác thích làm hoa cũng đều ok rồi. Số 3, 450 hồng Yên Thủy ạ. Số 4 này. Em lên các bác nhà mình cái chậu này là chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này. Cái chậu Phú Thọ này em còn có một chậu thôi các bác ạ. Bây giờ bán Phú Thọ các bác nhà mình làm hoa mà đúng là nó khan hiếm hàng mà đi tìm không có thấy luôn các bác ạ. Đây nhá, một cái chậu Phú Thọ số 4, chậu này em chia sẻ là 400.000 thôi, 5 thân đấy ạ. 5 thân mà em chia sẻ các bác nhà mình là 400.000 thôi. Cái chậu này thì thân đều rất là đanh rồi, các bác làm hoa đều rất là tuyệt vời các bác nhé. 400.000 cho mã số 4, 5 thân, 5 cánh trắng Phú Thọ. Tiếp theo thì cái chậu này thì nó cũng bị gập. Thật ra là em quay video cái chậu nào nó bị gập hay như thế nào thì em sẽ báo luôn. Con này nếu như mà để treo như thế này, nhìn như thế này các bác có thể là không thấy, nhưng mà các bác treo lên thì nó có cái độ gập nhẹ. Nhưng mà con này em nghĩ chắc chắn mặt bông của nó sẽ rất là đẹp vì thân lá của nó cực kỳ là sáng sủa. Con này sẽ không ra bông tím đâu. Mà em nghĩ con này nó sẽ phải ra
bông tầm khoảng là ám chứ không phải tím được các bác nhé. Cái mã này là mã số số 5 ạ. Chỗ này em chia sẻ cho cả nhà mình là 300.000 thôi các bác nhé, 300.000 thôi. Nếu mà cái chậu này mà nó mà không gập mà đến mùa hoa thì con này rơi vào tầm khoảng 450-500. 300.000 cho mã số 5 ạ. Thân dài cả hàng mét luôn đấy các bác nhé. Thân rất là dài. Số 5 ạ. Tiếp theo là mã số 6. Con này thì là một con 5 cánh trắng Phú Thọ. Đấy, con này đang đi ngọn nên là con này có thể là các bác mua sẽ không làm hoa được vào Tết. Các bác nhớ cái con này là không làm hoa được vào Tết vì thân của nó bây giờ là nó đang đi ngọn. Mã số 6, chậu này là 280.000 cho mã số 6 ạ. Phú Thọ 5 cánh trắng các bác nhớ. 280.000 cho mã số 6. Mã số 7 là 5 cánh xanh Phú Thọ. Chậu này thì em có một cái chậu to nhất của vườn thôi. 5 cánh xanh Phú Thọ thì nó là cái dòng biến thiên của dòng phi điệp. Thường thường các bác thấy là phi điệp bình thường nó sẽ là màu tím đúng không ạ? Hoặc là màu trắng thì nó đã đột biến rồi. Nhưng mà cái bông 5 cánh trắng, 5 cánh xanh Phú Thọ này thì nó được thuộc vào cái dòng biến thiên. Cái dòng 5 cánh xanh rất là đẹp. Nó chỉ có hai dòng thôi. Đấy là 5 cánh xanh của Phú Thọ và á mắt châu lương xanh. Nhưng mà cái dòng này nó là dòng đẹp nhất và hầu như là bây giờ giống của nó khá là ít. Cái chậu số 7 em chia sẻ cả nhà mình với giá là 1 triệu các bác nhé. 1 triệu thân to lắm. Thân nó rất là to và chung quy là thân to và đẹp các bác ạ. 1 triệu cho mã số, số 8 hay số 7 nhỉ? 1 này, 2 này. Số 7 ạ, với giá là 1 triệu. 5 cánh xanh Phú Thọ cả nhà mình nhá. Chậu to lắm ạ. Hôm nay em không tưới nước nên là các bác nào mà lấy ngày mai vẫn gửi bình thường luôn. Chứ còn mấy cái hôm mà quay video xong rồi chồng em tưới nước nó ướt, đôi khi em còn không gửi được luôn ấy. Tiếp theo là mã số 8. Chậu này là chậu ám cổ Văn Giang cả nhà mình nhá. Chậu ám cổ Văn Giang. Đây này, chậu ám cổ Văn Giang. Chậu này to lắm. Bình thường những cái chậu ám cổ Văn Giang này em cũng phải bán rơi vào tầm khoảng đâu đấy là 650 đấy các bác ạ. Cũng không ít đâu. Vì cái chậu ám cổ Văn Giang mà chăm nó nù, nó đẹp mà to như thế này thì cũng không phải là rẻ đâu các bác ạ. Hôm nay em chia sẻ cả nhà mình là 450.000 nhá. Chậu ám cổ Văn Giang số 8, 450. Ám cổ Văn Giang số 8 ạ. Tiếp theo là mã số 9 là một cái chậu thân thủ phù luông. Chậu này thì em chia sẻ cho các bác nhà mình là 400.000 thôi ạ. Chậu này thì cũng có một vài thân nó hơi bị gập. Nhưng mà các bác nhà mình về các bác treo đây này. Các bác treo ở đây nhá. Có 3 sợi thép thì nhà mình để một sợi nguyên và hai sợi này các bác gập ngắn hơn so với cái sợi đầu. Thì cây của nó sẽ trúc xuống thì nó sẽ bị hạn chế cái tình trạng gập thân. Các bác nhớ cái này thì các bác chăm phi điệp các bác biết rồi, chỉ gần 1-2 ngày các bác bận các bác không tưới thì nó sẽ cây bị mất nước rất là nhanh. Nên là cũng không thể tránh được đâu các bác ạ. Mã số 9 nhá, 400.000 cho mã số 9. Thân thủ to đấy các bác. Cái loại này mà sau này mà ra hoa thì rất là đẹp luôn các bác ạ. Thân to nụng tục luôn, nặng trịch. Tiếp theo thì mã số 10, hai cái chậu này là chậu vùng trong em không có nhớ tên luôn. Hiện tại cây đang dài 1m4 nhá cả nhà. Cây đang dài 1m4, nó dài lắm đây các bác này. Nó dài miên man đây này. Đó. Mà một chậu lùng bùng luôn các bác ạ. Chậu này thì em nghĩ là nó là phi điệp của ma bó. Nhưng mà ở đây em đang thấy bác chồng là chồng ở trong cái chậu ghi là Hòa Bình. Nhưng mà em chắc chắn nó không phải là chậu phi điệp của Hòa Bình luôn. Vì những cái dòng thân lá này thì đa phần là của Lâm Đồng hoặc là ma bó gì đấy. Chứ nó không phải là của Hòa Bình được. Vì em bán của Hòa Bình rất là nhiều năm rồi. Nên là em cứ lên cái chậu này là phi điệp tím nhá, số 10. Chậu này thì rất là dài. Chậu này chia sẻ là 350 cho mã số 10 cả nhà mình nhá. 350 mã số 10. Tiếp theo là mã số 11 này. Con này thì hình như con này cũng trồng vào cái chậu phi điệp Hòa Bình hay sao này. À không. Cái gì ấy, tặng. Cái gì ai tặng ấy. Nhưng mà con này em thấy rất là giống cái thân mít ba bó mà em bán đợt vừa rồi. Mà tội là cái chậu này nó không ghi thôi nên là em không bảo. Đây này các bác này, lá rất là gân nhá. Lá gân và trồng khá là dày nên đôi khi làm không có thấy được cái độ lá tròn của nó thôi. Hơi gập một tí này. Hơi gập một tí. Chậu này cũng sẽ rất là dài đấy các bác. Chậu này cũng sẽ rất là dài nhá. 300.000 cho cái chậu số 11. 300.000 cho chậu số 11. Con này em nghĩ là con này đẹp này. Đây này, vì cái lá gốc của nó lên nó sẽ rất là gân. Nó gân dày. Nó gân rất là dày các bác ạ. Mã số 11, 300.000.
Đấy, hôm nay thì vườn em còn được một số các cái giò ở trên video, các bác sưu tầm thì nhà mình gọi điện trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của ngày hôm nay ạ.